Ôi trời ơi, ở lời không có cái gì nó ngon mà nó rẻ cho mình hết. Thì hôm nay mình quay lại nông cơ chủ dân bự để mình xem một số cái mấy đào mấy đồ còn lại bên này ha. Thế sao cũng còn. Ở đây mình thấy con B6M ngang này mình thấy nó cũng nằm cũng hơi bị lâu rồi đó. Không biết Tết này không biết nó có đi ăn Tết ở chỗ khác không nhá. Rồi B6M ngang cần kỹ thuật. Cần kỹ thuật. Tay lái thủy kẹp nách ha. Hàng này rất là cao, rất là có giá, rất là chất lượng. Rồi ở lời không có cái gì nó ngon mà nó rẻ. Người bán muốn lời, được lời nhiều. Người mua muốn luôn muốn luôn muốn được mua cho rẻ. Cái này nó hơi khó à. Ở đây thì mình thấy có một chiếc xe rùa gầm cao ha. Có ben, thùng ben. Xe còn rất là đẹp. Hai cầu luôn, cầu trước cầu sau. Bánh thì còn mới cót ha, bánh Ohatsu. Còn mới tan xà beng luôn. Ohatsu. Bánh trước là Bridgestone. Rồi ở đây này tay lái bẻ, tay lái thủy ha, tay lái thủy lực cỡ mình luôn, bẻ mình. Không phải bẻ mình đâu ta. Đúng rồi, bẻ cái đằng sau này. Ở đây nó có đồ bẻ mình, bẻ phía sau này, bẻ riêng cái remote sau, remote có ben luôn. Ồ hơi dữ á. Máy thì lóc vàng của Giang Ma mà cái đầu thì mình nhìn giống cái đầu màu con Kubota quá ta. Động cơ Văn Ma hả? Hay động cơ Kubota? Tất cả thứ gì cũng được đây. Đây mình thấy có chiếc 03 nè. X60U RG. Ồ, dữ dằn ha. Hitachi. Ồ, nó đang xài gầu ốm thôi. Gầu này gầu này là mới có 0.5 thôi. Các bạn muốn gầu mà 03 là phải nối lên gấp đôi cái này. Không biết nó xài cái gầu này để làm. Rồi dây xích đồ còn rất ok ha. Tay lái này không biết tay lái gì đây. Tay lái thủy lực các bạn. Tay lái thủy lực luôn. Thấy thị lực mà nằm trước chứ không có kẹp hông ha. Hitachi. Kubota. Động cơ nó nhìn giống cơ Văn Ma quá ta. Màu vàng. Xe Kubota. Hitachi quá đẹp. Các bạn nào muốn mua thì cứ alo với ông chủ thôi. Rồi sẽ có Zalo gia đồ các bạn làm việc. Rồi con này sao bị mất cái nắp này rồi ta. IHI bánh xích nhỏ. Tay lái thủy. Gao gấp. Con này chắc mới về. Động cơ còn mới ken ha. IHI là của thằng Isuzu các bạn. Rồi đây một chiếc nữa. Chiếc gì đây? Chẳng hồ con đua đâu gần hết rồi ta. Nắp đâu rồi? Lòi bơm, lòi đồ ra. Rồi IB25 cô bé, cô bé cô. Răng ma MM Mitsubishi mờ máy đó mấy. Rồi xe xúc lật. VO30
MM45, con trong game màu tím là MM45, con này VO30, con này Komatsu xúc lật các bạn nha. Hàng về chưa ráp quá trời, máy đào về chưa ráp quá trời. Xe rùa, bánh xích, Hitachi. Răng mà. Kobeko. Komatsu. Sumi Moto, xe xịt thuốc. Sumi Moto gấp hả? Komatsu 03 nè, BC60 03 luôn. Con này bánh xích. Tay lái có cưa nè, của phát cỏ đây. Tay lái thủy. Tay lái thủy. BC30. Xe xịt thuốc thứ dữ rồi. Mới về con gì nữa đây? Kubota RX2002, tay lái thủy luôn. Rồi, quá đẹp. Động cơ mới về. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì alo với ông chủ ha. Máy đào cái gì đó, xe cuốc máy đào gì đó, tôi với ông chủ cho mình nha.